What's up Million. Ok, về cơ bản là đợt này là tớ được bên Việt Thương bảo là ở bên Việt Thương đang có một cái chương trình đấy là Music Fair, là một cái chương trình mà kiểu như là giảm giá nhân dịp gì gì đấy, đại khái thế, giảm giá các mặt hàng 50% rồi các kiểu kiểu kiểu. Thế nên là tớ đợt này là đến đấy thử để xem, bởi vì ở bên Việt Thương là đang có một cái con Taylor, đang có một con Taylor rất là đắt, cho nên là tớ muốn đến xem thử xem nếu như một cái đàn guitar mà có giá rất là khủng khiếp, đắt hơn cả một con SH thì nó sẽ trông như nào. Và ở đấy còn có một con đàn có trị giá là 5 tỷ. Đấy, một con đàn 5 tỷ. Nên là tớ rất là kiểu muốn đến xem nó có cái gì. Thế là tiện thể đang đợt này bên đấy giảm giá thì đang nhà đang hết dây, cho nên là đến đấy mua một thể luôn. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem. Ở Việt Thương một cái đàn giá 5 tỷ đồng và một cái đàn giá như 80 triệu gì đấy. Nói chung là Taylor rất là xịn vãi cả đái luôn. Chúng ta sẽ cùng xem ở đấy nó sẽ có tiếng gì và nó sẽ nghe như nào, nó sẽ trông nhỏ nhá. Ok, đi thôi. Việt Thương giảm giá 50%. Voucher mini game x 2 điểm thưởng giảm giá từ 15/8 đến 15/9 và có một con bé to vãi đái trong một cái nhà nhỏ vãi đái. Tại thì cái chương trình này của bên Việt Thương thì vẫn còn khá nhiều thời gian. Hiện tại là như ngày hôm nay mà tớ đang dựng nốt video cho anh em là ngày 31/8. Thì video này sẽ được up vào đêm nay, là đúng bây giờ này, 31/8 này. Thì còn khoảng 15 ngày nữa là hết cái chương trình giảm giá này. Ok, về cơ bản thì đấy là những cái sản phẩm ở trong Việt Thương. Thì cái quan trọng là tớ đến đây để thử xem đàn đắt tiền này như thế nào. Bởi vì cả đời tớ thì chưa bao giờ chơi đàn đắt tiền bao giờ cả. Cho nên là mình có cơ hội để thử thì mình nên đi thử cho nó biết trông như nào. Thì bây giờ sẽ là cái cây đàn đầu tiên mà tớ rất muốn thử. Đó là cây Taylor 414 xe. Nói chung là đây là một cái đàn mà cũng rất là nổi tiếng rồi, Taylor mà. Taylor thì nó đàn rất là hoành tráng, rất là khủng khiếp các thứ. Thì trước giờ anh em đều biết đến Taylor 114 các thứ đấy. Thì bây giờ là tớ sẽ đi thử con 414 xem nó như thế nào. Anh em cùng xem với tớ nhá. Sẽ là sedan và back and side sẽ là qua. Cũng đắt tiền hơn. Giá khác cần nhau cũng qua luôn. Giá khác nhau không? Giá khác chứ. 414 CE thì nó rơi khoảng tầm 6-7 triệu. Thì với con LTD này là 2 triệu 700. What? Con này thì cũng đang được giảm giá trong chương trình fair 80 triệu 700, giảm còn 73 triệu. Oh my god. Wow. Chỉ có một con. Chỉ một con duy nhất. Chỉ một con, nhưng một con duy nhất đêm nay. Cái pickup này có khác gì với cái mấy con 114 với 214 không? Đều là ES2 cả. Ok, cả đều giống nhau. Nó còn có mấy cái chấm chấm ở đây nữa. Ừ, cái đó là để mình căn chỉnh, điều chỉnh thật âm. Nó sẽ gần sát vào ngựa đàn để tăng cái lực tiếng ra cho EQ. Tại cái này là bên ăn khi khách hàng mua sẽ, kỹ thuật sẽ lắp lại hết. Tức là nó kiểu lúc thì nó cao hơn, lúc nó thấp hơn. Tức là nó đỉnh nghiêng nghiêng này đúng không? Không, nó sẽ nằm thẳng như vậy, nó bám sát vào con ngựa này. Thì mình sẽ chỉnh cho nó gần sát vào đây hơn. Dây này là dây đi kèm với nó. Đi kèm là dây size 12 luôn. 13 nhỉ? Dày. Hơi dày tay. Nhưng bù lại cái lực của dây này khi mà đánh cùng với những cái đàn nó ra những cái tiếng uy lực nổi hơn. Sao sẽ cảm giác là nổi hơn so với những cái dây nhỏ hơn. Dày, nghe tiếng. Có lẽ em biết là khoai tây thì tay to mà. Đúng rồi, tay to. Mình nhỏ nhưng mà lươn lẹo. Taylor thì lúc nào có cái dáng A kiểu tầm tầm này. Đó là dáng 414. Còn nếu mà em chọn những cái dáng D, nó sẽ là 410. Cái số đuôi nó sẽ là khác.
Nó chỉ có hai giá thôi. Nó 5 giá tất cả. 412, 414, 416, 418 và 410. À tức là số đuôi khác số nhau đuôi giá nhau. Khác nhau. Đúng rồi. Nhưng mà về giá tiền thì tất cả đều giống nhau. Cứ cái số đầu giống nhau là giá giống nhau. Đúng rồi, số đầu giống nhau. Ngoài ra này kia còn thêm chữ, cái chữ ở sau như cái chữ này LTD thì nó sẽ đắt hơn cái con không có chữ LTD. Với lại thiết kế mới của Taylor hiện tại là dòng thiết kế V-bracing, là cái xương ở trong đàn sẽ hình chữ V. Chỗ này? Ừ, đây là mặt sau này, hình chữ V. Bên dưới nó còn chéo chéo. Mấy con Limited mới có cái hình này đúng không? Đúng rồi. Ok. Không em có thể mua dáng nào. 13 mà kiểu cảm giác đưa kiểu kể cả ben hay làm gì nó vẫn mềm, nó không bị cảm giác cứng quá. Thì con này thì cần cái setup lại chuẩn. Đây, đây là cái dịch vụ của bên Việt Thương. Con này thì chắc là chưa đụng tay vào. Một cái số bạn này kia mua đàn Taylor của Việt Thương hay là nói là action của đàn hơi cao, đó là do chưa setup. Ok, về các bạn, đấy là cây Taylor chúng ta mua một cái giá siêu đắt, đắt bằng một con xe máy hạng sang, còn bằng một con xe máy xịn luôn. Vậy nếu như một cái đàn có cái giá bằng cả một cái tòa nhà thì sao? Đấy, một cái đàn có mấy một cái giá phải gọi là ngang một con Mercedes, một con ô tô rất xịn, ngang một cái đàn mà giá trị còn có khi hơn cả một cái tòa nhà, hơn cả một cái căn chung cư giống như căn chung cư đang ở đây. Đấy, còn đắt hơn cả cái căn chung cư này luôn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào xem cái đàn này trông nào nhá. Đi vào phòng. Hoành, đóng cửa lại phát là một mình một thế giới. Giảm tận 12%, hơi bị gì. Và chỉ giá chỉ bắt đầu từ 203 triệu. Vâng anh em, ở đây được gọi là phòng Steinway. Đấy, phòng chỉ để các loại đàn xịn của Steinway. Vãi đái chưa, mẹ ước mơ vãi đái luôn. Đấy, anh em thấy cả cái con này mẹ ở trên sân khấu thì trông nó có phê lòi không? Phê lòi. Đầy hỡi những người anh em. Một con Maserati dưới hình dạng một cái piano. Anh em có nhìn thấy 4 tỷ 870 triệu. 4 tỷ 870 triệu, phải cả lìn, mẹ thề. Cái đàn này người ta gọi là đàn Grand Piano. Đấy, Grand Piano tức là một cái đàn piano rất to, anh em hiểu đơn giản thế thôi. Rất to, to vãi linh hồn luôn. Đấy, ok, thấy không? Đấy, nó to khủng khiếp luôn nhờ này. Đấy. Giống như kiểu ở bên này thì anh em sẽ thấy đây là một con upright. Đấy, upright. Đấy, nghe rất sàng, nói chung là một cái đàn piano đứng. Đấy, đại khái đơn giản như thế thôi. Bây giờ là mình sẽ đánh thử một con đàn mà giá bằng một cái ô tô, nó nghe như nào. Đâu nha, để đâu để không xước bây giờ nhỉ. Sợ lắm mẹ, đặt máy quay lên đàn cẩn thận lắm. Với một con đàn khoảng 5 tỷ thì tôi nghĩ là chưa biết là phải chơi bài gì để cho nó phù hợp với cái giá trị của 5 tỷ. Đấy, thế nên tôi nghĩ là chơi nhạc hiện đại trên đàn chuẩn cổ điển. Anh ơi, cái đàn này Steinway A188 okay. 5 tỷ. Nó có cái lý do gì mà nó tự dưng có cái giá 5 tỷ không anh? Tự dưng kiểu nó đắt quá. Đây là thứ nhất, nó là thương hiệu cao cấp của piano Steinway & Son. Steinway & Son. Đúng rồi. Đây là dòng piano cao cấp nhất thế giới hiện nay rồi. Thế là nếu mà hãng Steinway & Son này gần như là bây giờ là to nhất rồi luôn. Rồi. Cái này vẫn gỗ, này là gỗ Macassar, này là dòng gỗ này kia tốt nhất, cao cấp nhất của dòng Crown Jewel của Steinway. Đây có cái hột nha. Có cái hột. Này kim cương. Có cái quả kim cương này. Kim cương thật mà đúng không? Kim cương thật. Có giấy chứng nhận kèm hết. À thế là cái mua đàn này là có giấy chứng nhận là có viên kim cương thật trong đấy. Giấy cho viên kim cương còn giấy cho đàn. À có giấy cho viên kim cương thôi. Còn giấy cho đàn thì cũng có mà. Ok. Steinway này thì nhập khẩu 100% từ Hamburg ở Đức. Đây cờ này. Nó nặng. Thế là mua là có cả cờ treo để biết là đàn từ Đức luôn.
Thích thì... Thích thì tặng cái cờ về để nó đẹp. Cờ về cũng được. Ok. Mấy cái con kiểu grand piano này thì rẻ nhất thì cũng quanh quẩn cũng như con này anh. Đây, 595 triệu. Con này là SS. Này là cũng một dòng được design bởi Steinway & Son. Kiểu như là một cái con của nó. Hãng con, Ok. Wow. Còn đây là cũng dạng dòng grand là thấp nhất của Steinway rồi. Tức là thấp nhất đây rồi. Thấp nhất là coi như là bằng đắt hơn một con i10. Còn xịn thì bằng con Maserati. Trong chương trình Budget Fair thì cũng đang được khuyến mãi. Đang được giảm giá xuống 595 triệu. Còn được giảm giá 523 triệu 600 ngàn. Tức là anh em mua giờ này được giảm 60 triệu. Tức là từ 600 triệu xuống còn khoảng 530 triệu. Rẻ. Thế còn nếu mà như mấy con kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh. Upright. Steinway. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Những cái này thì giá nó sẽ rẻ hơn, thấp hơn. Như con này là SS EGP 123CL, thiết kế kiểu chân cong cổ điển, cũng design bởi Steinway. Mấy con này thẳng nhỉ? Đây, cong cong. Con này thì cũng đang được khuyến mãi trong chương trình Budget Fair từ 275 triệu còn 242 triệu. Đấy, lại được giảm thêm 30 triệu nữa, rẻ quá đi. Cái con trắng trắng này thì sao anh? Trắng trắng này cũng là một dòng của SS, nhưng mà này được thiết kế với lớp sơn trắng, sẽ phù hợp với những nhà đặc biệt nội thất. Chuyên trắng. Mà trông kiểu nó nhẹ nhàng. Boston cao cấp của Steinway. Thế là Boston, coi như là SX là hai dòng. SX là rẻ. SX là rẻ hơn. Xong mình tới phần chung là Boston. Boston, xong rồi cao cấp là cao cái cấp chữ là Steinway. Ok. Đấy. Được design bởi Steinway & Son. Thì con này là một dòng đèn line thêm một cái phần cắn mở phía trước. Mở phía trước. Nhưng mà mình chỉ để như này để cho âm thanh nó sẽ thoát ra hai bên hông này. Cho cảm giác này mình đang chơi trên đàn grand. Và phím này cũng là phím đàn grand luôn. Chứ còn nhắc là không để nó lên trên như này được đâu đúng không? Mình có thể tháo cái miếng này ra để nhìn bộ máy bên trong vẫn được. Ok. Thì con này cũng đang được giảm giá từ 470 triệu. 470 xuống còn 413 triệu 600 ngàn. Thế là coi như là cứ bảo rẻ với trung cấp là cách nhau khoảng 200-300 triệu gì đấy. Đúng rồi. 345. Con này chắc vừa về tức thì luôn ấy, còn chưa kịp làm bản giá. Được cái sơn đẹp này, màu mè mãi chưa. Cordoba. Cordoba này anh có cái này thường phân phối chính hãng tại Việt Nam. Có luôn. Anh có cái con C12 Fusion không? Con đấy vừa hết rồi, nó đắt hàng lắm. Con đấy là đang 19.4 hay đúng là 19? Đó phải đấy. Vẫn đắt nhỉ? Đắt. Hồi xưa thích con đấy quá. Cứ nghĩ là về không hơi khó để có những khách hàng, nhưng mà ở ngoài Hà Nội này họ vẫn chọn những cái dòng đấy. Cordoba tốt mà. Họ vẫn chọn chất lượng và âm thanh Cordoba về cổ classic thì anh thấy là nó ổn. Cordoba khác bọt quá. Đánh hay quá. Takamine thì chỉ giảm dòng acoustic. Cổ điển thì không. Cổ điển thì không. Fender hình như không giảm giá. Fender thì cũng không giảm giá. Nhưng Cordoba. Mà thay vào đó một cái hãng con của Fender là cây này, Gret. Cũng là Fender, 50% luôn. Chơi mạnh luôn. Ok, còn đây chơi mạnh. 12 triệu xuống còn 6 triệu. Chào các bạn. Nhiều bạn thích mặt cái dáng của Maho. Đẹp hát rất là trông hay vậy đấy. Trông rất Gibson luôn. Đây là màu Sunburst. Con này đi kèm với cả EQ Fitman đấy. Cho nên là thể vừa chơi tiếng mộc và vừa dùng để đi đánh ở quán. Giống kiểu Cordoba như cũng là Fitman Cordoba mà đúng không? Cordoba Fitman. Đúng rồi, Fitman thì nó dụ như mỗi hãng người ta cần gia công như thế nào thì nó sẽ làm riêng. Giống như ngày trước Taylor cũng có dòng của Fitman, người ta làm EQ cho Taylor. Mấy con điện này cũng được giảm. Hình như con điện nào cũng được giảm đó. Em thấy con nào có chữ sale. Con này đang được giảm đây, có chữ sale. 3 triệu 6. Dòng của EVS. EVS? Nó là một hãng cũng nổi tiếng của Mỹ. Đây, con này đẹp. Squire. Những cái dòng bullet như thế này thì nó thích hợp cho người bắt đầu vì cái giá rất là hợp lý. Đợt này nó cũng sale tốt đó, 5 triệu. Stand sale xuống còn 4 triệu. Riêng với những dòng như thế này thì các bạn cũng phải tham khảo. Đây là pickup là single coil. Hai cái single coil là một cái Humber V. Thì nó sẽ thích hợp chơi đủ loại kiểu ấy. Nó như kiểu ăn tạp dễ chơi hơn tí. Muốn chơi nặng thì kéo xuống đây để đánh thôi. Còn muốn tiếng nó trong clean nó ok thì cứ cho single coil. Bát bùng cũng giảm này, mà còn giảm vẫn đắt vãi lòng. Hầu hết là giảm và đàn điện nhiều nhỉ. Đàn điện giảm có vẻ nhiều. Đây một con bass rất đẹp, rất hoành tráng. Xa quá. Mới anh em chắc không thấy đâu. Nó giảm được 2 triệu đấy. 10 triệu còn 8 triệu thì. Đấy, con đàn rất đồng bóng đấy nữa. Cực kỳ là chói lòa. Ồ,
Mà cái này có phải là cái chơi ở trên sân khấu mà? Đúng rồi, cái này không cần dây. Hay con, nhỉ? Con này thì rất là tốt nha. Cơ bản thì đây cũng có một con của X-Vive và con của Boss, nhưng mà hai con giá nó khác nhau thì đúng là đắt tiền hơn thì nó ngon hơn. Đây là kiểu không cần dây, cắm vào đàn xong cắm vào loa thôi đúng không? Nó chỉ có hai cục ấy thôi nhỉ? Hai cục thôi. Xong nhận Bluetooth. Bluetooth. Đánh có bị trễ không? Đánh bị trễ không? Không trễ. Ok. Con này mấy con này tầm đang nhưng mà với những con này thì nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề cho các bạn chơi guitar trên sân khấu, ví dụ các bạn nào mà quẩy. Tại vì là điện của mình nó dễ bị ù. Đúng rồi. Tại vì hay bị hở mát thì dùng cái này cái là hết luôn. À. Không cần phải không có dây điện chạy qua nữa. À. 5.4 triệu cho hai cái cục Bluetooth. Úi giời, đúng đánh chuyên nghiệp rồi. Không trượt đều rồi. Thế là coi như là dây này bán chỉ khoảng 10 triệu thôi. Ừ. Nó tặng luôn cái đàn luôn. Đúng rồi. Úi giời, rẻ quá. Không thể tin được, trời ơi, tin được không? Tặng một cái đàn luôn. Okay. Hoặc có thể bạn mua những cái bộ này nó khoảng tầm 19 triệu thì sẽ tặng được cái Taylor. 19 triệu luôn. Ừ, sẽ tặng luôn một cái Taylor. Dây rẻ quá, không tin nổi. Tại Lan đang để một số đàn guitar Taylor. Dòng thấp tiền thôi. 114 thứ nhỉ anh nhỉ? 114, 214. Đây, cũng có con mới về đây, 214 CE nhưng mà là model 2020. 214 CE 2020 nó sẽ thay bằng cái mặt gỗ này, sẽ không còn bóng nữa. À, nó đã bỏ bóng luôn. Satin. Ok, ok. Rồi gỗ back and side này kia quay trở lại với Rosewood. 214 CE, thì đây có cả EQ nữa. Thế con này bây giờ bao nhiêu anh? 30. 30, ok, có giảm giá. Có chứ. Có à? Hai mấy? Còn 27 thôi. À ừ, ok. 19.850, đây là 114 huyền thoại đây. 114 huyền thoại đây. Một con đàn rẻ có tiếng. Ừ. Nó nổi tiếng quá rồi nên chắc cũng không mình không nói nhiều về vấn đề về cấu tạo của nó, nhưng mà chỉ nói về giá. Giá đợt này thì cũng được giảm. 19.980. Đây là đã giảm. Chưa giảm. À chưa giảm, ok. 19.850 giảm xuống còn 18 triệu. Đây là bởi vì hiện tại chỉ có CS Mini. À, chỉ có CS Mini. CS Mini hiện tại thì đang chỉ giảm mỗi con đây thôi. Đây là loại CS Mini không EQ. Ờ, không EQ. Đây dành cho bạn nào thích về muốn khoan đục gì đấy thì chọn những cây như thế này. Con này đang bao nhiêu ấy? Cũng đắt phết đấy. Con này đang là 13.970. Giảm còn 12.600. Tuy là 3/4 nhưng mà sợ đánh so với những hãng full size mà thấp tiền hơn nó thì rất gì mà này nọ. Một số bạn mà tìm hiểu thì kích cỡ của con CS Mini này nó sẽ vừa với khoang hành lý phía trên của máy bay. Chuẩn luôn, có thể đem lên máy bay, xách tay luôn. Xách tay luôn. Đấy, rất là thoải mái luôn. Đấy, thế nên là các bạn chỉ phải bỏ có 12 triệu thôi là có Taylor rồi. Hiện tại là trên mạng ấy, mình thấy được là rất là nhiều câu hỏi là 10 triệu thì mua được đàn gì. Đây thì mình sẽ giới thiệu luôn là cả một cái đàn đang được khuyến mãi rất là tốt trong chương trình Music Fair năm nay là CDP F150. Đây là model mà giá thấp nhất của Casio, hiện tại Việt Thương đang phân phối. Giá là 13.350, sale còn 10.900. Tặng kèm ghế và pedal. Pedal là cái cục này mà em. Đúng rồi, pedal hiện tại bây giờ con này sẽ pedal 3 chân. So với những cái đàn, những cái dòng CDP trước của Casio thì con này cải tiến hơn rất là nhiều. Với lại họ có cải tiến thêm một xíu là so với những cái đàn khác này kia thì dòng mới bắt đầu này rất là nhỏ gọn. Cái này là nhấc được cả cái chân nhấc lên đi được. Cái này là chân này tặng kèm theo thôi khi mua đàn. Còn nếu cho bình thường, nếu mà nhà mình thì kia là thấy vướng víu nó không cần chân thì có thể là đặt trên một cái mặt bàn, bàn học hay như thế nào vẫn dùng được. Con này có pin mà đúng không? Đúng rồi, con này xài pin. Cái này em thể này kia đi sắp đi chơi. So với những giá tiền này em thể chọn những cái đàn khác thì nó sẽ không được những chức năng học như Casio như thế này. Và thiết kế nhỏ gọn. Khi mua đàn của piano của Việt Thương thì sẽ tặng thêm một khóa học online. À, khóa online đàn này. Đúng rồi, đàn piano. Chỉ Casio thôi hay là? Hiện tại là chỉ có mỗi hãng Casio sẽ khuyến mãi thôi. Khóa học online tức là kiểu như là một bộ video các thứ. Đúng rồi, một bộ video. Okay. Nó sẽ thích hợp cho những người mới bắt đầu. Cái này thì nó sẽ đặc biệt hơn so với mẫu CDP F150 này. Trong có vẻ này. Trong có vẻ nó lắm thứ linh tinh hơn. Nhưng mà nó cũng là CDP đúng không? Cũng CDP 150 và 350. Này màn hình bình thường thôi, không phải màn hình cảm ứng đâu. À, có màn hình. Con này nó sẽ khác biệt thêm so với con CDP 150 là nó có chức năng điệu. Điệu. Mà... À, đánh điệu. Đấy, rất là nhiều điệu ở trong đây. 2016. Rồng. Đây hiện tại đây là model RP501. Của Roland. À, đắt lòi mắt luôn. Nó cũng dạng kiểu một model huyền thoại đấy.
làm nên tên tuổi của hãng Roland. Chức năng của con này thì nguồn âm của nó là Super Natural, nghĩa nó sẽ lấy màu âm thực tế là từ cái đàn Steinway. Cho nên là cảm giác là khi mình nghe đây mình hãy nghe phần bass này. Nghe khá xịn. Rất là xịn. Rất là xịn sò. So với những cái đàn mà dành cho các bạn chơi tốt hoặc là chuyên nghiệp. Chơi tốt hơn. Tốt hơn thì mình chơi hẳn với con này luôn. Thì mình sẽ chọn những cái đàn này luôn. Hoặc là những cái phụ huynh mà muốn có thể là mua cho con cái, đầu tư cho con của mình mà mấy số tiền nó không quá lớn. Hoặc là chưa muốn mua đàn cơ. Do về không gian nhà vẫn chưa có thể chỗ đặt. Tại vì đàn cơ sẽ chiếm diện tích hơn là đàn địa. Okay. Đàn cơ mà cái tầm tiền này thì... Thì không dùng được. Thì không dùng được đâu. Nó có thể là để bày cho đẹp. À ok. Cái tầm tiền này mà đối với đàn piano điện là phải xịn dã man rồi đấy đúng không? Đúng rồi. Rất là đắt tiền rồi. Cái này rất thích hợp cho các căn hộ. Nhiều khi mua đàn cơ về đánh, không có chỗ để. Không có chỗ để là một này. Đánh ồn thì nhà kế bên thì người ta qua người ta đánh. Lại qua đánh mình. Mình lại phải đánh họ. Mình lại phải đánh họ. Mình lại không được đánh nè. Quét bê tai nghe các kiểu. Tôi còn một cổng tai nghe 6 ly, một cổng 3.5. Đúng rồi. Đầy đủ luôn. Và nếu mà các bạn muốn cần tới tầm giá tầm 20 triệu thì con Kawai này. Kawai. Kawai mình biết là Kawai đã làm piano cơ rồi. À, điện. Xem rồi. Thì đây là Kawai piano điện đang được nhạc giá tầm 19 triệu trong đợt music fair này. Mỗi tuần mấy con này thì dĩ nhiên là không nhấc ra để đem đi đâu. Nó to quá. Đó, rẻ hơi nhất cả con này. Phải cỡ Arnold Schwarzenegger thì kiểu kẻ hủy diệt thì kia đeo như đeo súng. Hoặc phải cỡ Bruno Mars kéo đàn qua đường. Cho nên cái đấy thì kia là như mỗi hãng thì họ sẽ phát triển một điểm mạnh riêng. Chứ họ không hãng nào này kia họ làm đầy đủ. Ôm tất cả luôn. Con này có cắm tai nghe mà đúng không? Có. Có luôn. Cũng dưới đáy á? Đây, dưới đáy á. À, là cũng dưới đáy. Cái dòng này thì nó thường nó sẽ thiết kế ở phía dưới đây. Ok, hợp lý. Cảm giác nhựa xịn ấy. Êm ấy. Khá nhẹ. Con này là 20 triệu giảm bao nhiêu anh? 20 triệu 900, giảm còn 19 triệu tặng kèm ghế, nguồn, chân. Ok, thế con này 2 triệu. Đầy đủ. Đầy đủ, không thiếu gì. Con này cũng là một dòng cao cấp của Casio. Đây, dòng 4 triệu. Cho những bạn học khá. Phí mấy ơn ghê luôn, rất là mềm. Để chơi piano mà nhà cũng có không gian. Đây, cũng có nắp đậy. Cũng có nắp đậy, không thiếu gì. Cũng cắm tai nghe. Cũng cắm tai nghe. Cắm tai nghe. Con này tặng thêm cả USB nữa. Đây còn có cái gì thoi lên đây nữa. Đây là cái loa. Cái loa này thì nó sẽ mô phỏng giống như đàn cơ. Nó phát ra từ đây. Đánh cho mình. Đúng rồi. So với những cái loa trước thì nó chỉ nằm ở nghe phía dưới đây thôi. Ok. Đây là loa nằm ở phía dưới đây. Nó sẽ đi ra thẳng xuống dưới. Con này thì bật vào tai mình. Con này thì 28.800.000 đang được giảm còn 24.900.000. Ok. Bàn phím chống trượt. Cũng chống trượt. Kiểu dính dính. Đây PTF 1000 thì nó là cũng là một phiên bản sang nhỉ? Kính nó. Nhìn so với con CD PTF 150 thì con kia là mẫu model giá rẻ rồi, mình sẽ không nói. Thì con này PTF 1000 thì con này sang nhỉ? Nhìn nó cái mặt kính này. Đẹp. Rất là đẹp rồi. Cảm cái mặt này cảm ứng nhá. Cảm ứng ok, anh em nhìn thấy nó nháy giật không phải đâu nhá, tại cái máy của tôi nó cứ giật đấy. Chứ nó không giật đâu. Thanh của con này sẽ tốt hơn con CDPS 150. Tất nhiên đòi tiền cao hơn thì đúng, nó ra. Phải hay hơn thôi. Úp, con này hình như không tặng kèm chân. Không tặng kèm pedal. Phụ kiện đi kèm của nó là ghế và đây, nhưng mà hiện tại là vẫn có đầy đủ chân. Cái này cũng sẽ tặng tặng chân. Đầy đủ rồi. Vẫn là quả 3 chân này. Vẫn quả này. Ok, hị luôn. Hiện tại đang là piano mỏng nhất thế giới. Con này cũng nhấc ra. Nhấc ra được. Không chân luôn, cũng pin luôn. Đúng rồi. Mà đẹp. Xài pin đời đây. Con hảo. Giá là 18.200.000, sale còn 16.500.000. Con này đẹp nhỉ? Trông đàng hoàng vãi trời. Đây, con này là pin ngoài, pin tiểu hay là pin sạc ấy? Pin tiểu. Có sạc. Nếu mà sạc thì mình phải mua cái loại pin mà có thể sạc okay, được. Ok. Giống pin như pin máy chụp ảnh của em này. Tiếng grand piano. Tiếng đàn điện. Con này chỉ có 2 tiếng đúng không hay là thực ra nó nhiều hơn? Không, nó nhiều hơn. Dùng dẫn nút phân sân này vẫn một cái phím bất kỳ trên đây. Mỗi tội nó không ghi cho mình là cái nào thì nhỉ? Trong cái cuốn hướng dẫn sử dụng nó sẽ Có cho mình. Gan thì chắc em review nhiều rồi đúng không? Đúng, em chơi hơi nhiều. Toàn Casio. Đấy, CTX 800. Rồi và CTX 3000, 5000 đúng không? Trước em review 5000 đúng không? 5000 đúng không? Rồi em đang chơi con 5000. Nó to hơn này đúng không? Con này nhìn cảm giác nhỏ hơn một chút xíu ấy ạ. Con này nhỏ hơn. Thiếu chức năng nữa. Thiếu chức năng hơn. Rồi, con kia con 5000 của em thì đầy đủ hơn. Đúng rồi. Quan trọng vẫn là con CS 800 này thì
đang giảm giá. Giảm vào 500.000 luôn. Trời ơi, nhiều quá không thể tin nổi đâu. Đây cũng giảm 500.000. Cũng 500.000 luôn. CS 300 thì dòng này thì nó kiểu dạng như kiểu các bạn mà thích hay thích những người mà thích di chuyển. À, kiểu nhỏ gọn nhỉ. Nó làm cái tay sắt nữa. Để ý thôi nhá. À ừ nhỉ, đúng rồi. Tay sắt. Đây là cái tay sắt để sắt đi đấy. Đó là những dòng của Casio hiện tại đang khuyến mãi trong đợt Buffet này. Model CTS 300 và CTS 800. Rẻ nhất thì là cái con kia rồi đúng không anh? Khoảng 3 triệu 3. Ok. 3 triệu 3. Con này là CTS 200. Này còn rẻ hơn con kia nha. Đó, đại khái như thế. Nếu như bạn em đang rất là muốn chơi Taylor, đang muốn mua đàn gọi là hit một tí với một cái giá nó vừa phải một tí, thì đợt này cho đến ngày 15/9 thì bên này đang bên Việt Thương đang giảm giá khá là nhiều, thì anh em có thể qua đấy để trải nghiệm và tham quan xem nó như thế nào. Đó, đại khái là như thế rồi. Sau khi sờ với con đàn 5 tỷ đấy thì tôi càng ngày càng nhận ra là mình nhỏ vãi cái đấy. Đó, đại khái như thế rồi. Ok, hẹn anh em nhớ sao các nhá.